Xin chào các bạn khán giả của kênh Việt Channel TV. Và hiện nay tôi đang có mặt ở nghĩa trang thôn Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Sở dĩ hôm nay tôi ra đây có anh bạn anh giới thiệu. Ở ngoài nghĩa trang này có một cái ngôi mộ rất là cổ và cũng có thêm một cái ngôi mộ ở bên cạnh rất là đặc biệt. Sở dĩ đặc biệt là ngôi mộ này, cái nghĩa trang này phần lớn là tất cả 100% dân ở đây là theo đạo Công giáo, nhưng có một cái ngôi mộ thì lại không theo cái nó vừa mang cái dáng dấp của bên Công giáo nhưng lại vừa mang cái dáng dấp của Phật giáo. Tức là trên ngôi mộ thì người ta lại đắp một cái tòa sen, một cái bông sen rất là lớn, và trên đó thì người ta có rải những cái đá đá phản quang đấy các bạn, đêm đến nó phát sáng rất là đẹp. Và đây tôi đang đứng ở trước một cái ngôi mộ bằng đá rất là cổ kính, do chúng tôi không đọc được chữ Nho nên thành ra là không biết niên đại của cái ngôi mộ này là bao nhiêu năm. Đây hình tượng của Đức Mẹ đang dẫm lên mình của con rắn. Con rắn ở bên đạo Công giáo là thể hiện cho sự cám dỗ. Và đây cũng là cái ngôi mộ rất là đặc biệt tôi muốn nói với các bạn. Và bên dưới có một cái bông sen rất là lớn này. Ở trên tháp của cái này cũng hình bông sen bốn bên. Và những cái tường bao lớn ở bên ngoài cũng hoàn toàn là bông sen. À, tôi được biết rằng cái ngôi mộ này do thợ ở Huế người ta ra người ta làm. Thực ra anh xa quê mấy chục năm về kể vậy. Ở đây hoàn toàn đều đắp bằng những cái bông sen, một trong những cái biểu tượng của Phật giáo. Ở trên kia chúng ta thấy có hình một cây thập giá. Ở đây chính là những cái hòn đá phát sáng vào ban đêm các bạn. Bên trên có một cái cuốn thư, ở bên trên có hình một cái thập giá, bên dưới là hình một bông sen. Và đây là cái nghĩa trang của người theo đạo Công giáo. Ở bên Công giáo thì những cái ngôi mộ họ xây khá là ngăn lắp so với bên Lương giáo của chúng ta. Mà chúng ta thấy rằng là những ngôi mộ ở đây được làm rất là đẹp, hoàn toàn bằng đá. Và xung quanh những ngôi mộ này người ta có đào cái tấm hào, giao thông hào. Hiện nay thì người ta đang vớt dạ lên. Có một cái điều rất đặc biệt là trên cái ngôi mộ này, cỏ ở đây rất là xanh tươi, họ trồng rất là nhiều hoa. Và hoa ở đây và những cái cây cối mà có trên này, tôi thấy nó tốt hơn ở những cái khu vực xung quanh. Và cái ngôi mộ là mà đặt đúng ấy đúng những hàng rào này long mạch nói. Ở bên trên thì họ đắp những cái hình của những bông sen nó xanh tốt hơn so cùng. Nếu mà họ không đặt những cây thập giá lên trên thì chúng ta sẽ một ngôi đây mới nhầm còn ở đây là một ngôi mộ của người theo con cá theo đạo Phật. Hai cái khác nhau bên này là này, mộ này là rất đặc biệt. Rồi, đây là một trong những cái điều mà có lẽ rằng là từ xưa tới nay tôi chưa từng gặp bao giờ, và đây là lần đầu tiên mà tôi gặp. Đây là một trong những cái khu nghĩa trang rất là lớn, và đây chính là cái ngôi mộ cổ đây, ngôi mộ rất là lâu năm rồi. Ở đây theo như tôi được biết thì con cháu của họ đều ở rất là xa, và hình như là họ có mướn người ra chăm sóc ngôi mộ này. Và hầu như chúng ta thấy là ngày nào các tuần tiết thì thường thường có người ra thắp hương và có cả hoa ở đây. Nếu mà ở nghĩa trang thì nếu mà người ta không cắm cờ và bỏ những cái hình thập giá thì chúng ta chắc chắn đây sẽ không
các bạn sẽ không có thể phát hiện ra đây là nghĩa trang của người Công giáo hay của người Lương giáo, bởi vì về mặt hình thức rất là giống nhau. Thì tất cả những cái đường bao lơn đây họ làm bằng đá. Một cái khu mộ này tôi nghĩ rằng rất là đắt tiền. Và đây có một cái nghĩa trang khác, một cái khu mộ khác thì tôi thấy rằng họ có để ấm chén và cả những cái điếu thuốc lào, điếu bàn, họ có bày một cái tấm ghế. Đúng như quan niệm sống nào chết vậy. Các cụ ngày xưa mà thích cờ, thích nước chè vậy thì họ có thể để ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.